La 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 la. La 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 la. Sing.
cho em là xinh nhất nơi đây à ha. Đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à ha. Sáng ngời à ha, khi đêm buông xuống em hay thầm mơ ước xa xôi à ha. Em mơ à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất nơi này trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Thank you.
Thật sự là khi em đứng gần chị thì em cảm nhận như là đàn gia đình chị rất là càng ngày sức sống và trẻ như thế này, nhưng mà chị mới sử dụng 3 tháng thôi. Không phải là tuyệt vời đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình khi mà những ngày đầu tiên sử dụng sản phẩm và đến bây giờ là sau khi 3 tháng thì chị cảm giác ra làn da của mình đã thay đổi như thế nào so với giai đoạn trước đây? Khi mà mình trước khi sử dụng á thì da cũng lão hóa nè, cũng có sự cố da không đều, thì khi mình sử dụng lúc đầu thì phải chấp nhận với thân ứng là nó sẽ tăng tốc nhẹ, da sẽ đỏ hơn, nhưng mà sau đó nó sẽ giảm dần cái đó và các em nó sẽ có những cái bước chăm sóc của tại mình tới đây để massage và kiểm tra cái cách sử dụng như nào để cuối cùng là cái cơ chế nó phải cần thời gian để nó điều chỉnh. Và hiện tại thì chị rất hài lòng với cái làn da của mình. Dòng sản phẩm VL Milaco là dòng sản phẩm phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Và tôi nghe tin là dòng sản phẩm có mặt tại Việt Nam từ ngày xưa. Và chúc quý vị cũng như nào, cũng như là chị muốn chia sẻ với những người bạn bè của mình bao nhiêu bạn thảo. Khi mà biết cái dòng sản phẩm này thì trước đó thì cũng đã nghe rồi, nhưng cái dòng mới thì mình chưa biết. Cho nên làm gì làm mình phải là người trải nghiệm. Và mình đã thấy kết quả thì bạn bè mình tự chọn mình sẽ tham gửi mình cho tới đây thôi. Đó là cái bước rất là đơn giản cho các khách hàng nghĩ thật sự muốn kiếp bạn bè mình nhiều hơn, những cái độ tập trung hơn. Thật sự là em nghĩ là có rất là nhiều người đang xem chương trình cảm thấy rất là thú vị với lại rất đẹp của chị. Một lần nữa chị có thể chia sẻ với lại quý vị khán giả đang xem chương trình, nếu như mà mong muốn làm đẹp hơn, mong muốn trở thành một người phụ nữ hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn chẳng hạn, thì những phương pháp như thế nào chị có thể chia sẻ? Nếu nói về phương pháp thì phụ nữ mình sẽ có nhiều cái nó sẽ vướng vô là có thể bị chết quá, hoặc là có nhiều cái lo lắng là phải bỏ xuống những cái đó và chọn những cái dòng sản phẩm như thế nào để điều trị được cái làn da. Đó là cái cơ hội để mình tái tạo cái làn da của mình, chứ không thể là đi một cái dòng giữa nào suốt một cái thời gian quá dài thì cái cổ của mình là cổ y tế nó sẽ không ngừng cái vấn đề lão hóa. Và bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm chăm sóc bên trong, thì bên chị em cũng có những cái dòng chăm sóc bên trong để cân bằng cái mặt tiết của phụ nữ, thì cái kết quả thì cho mình điều trị sẽ nhanh hơn và cái vấn đề lão hóa của mình sẽ chặn lại. Câu hỏi cuối cùng là chị có thể chia sẻ cụ thể từng dòng sản phẩm mà chị đã sử dụng và có được làn da đẹp như thế này? Bộ sản phẩm của mình là gồm có tổng cộng là 7 sản phẩm, và trong đó nó có sữa rửa mặt nè, cân bằng, làm sáng da ban ngày, làm sáng da ban đêm và hồi tái tạo da, sau đó chống nắng, và có cái dòng sức riêng cho vùng mắt. Và sau khi mình tái tạo làn da mình đẹp rồi, có thể mình sẽ sử dụng một cái dòng là những cái độ săn cắt xóa nha. Thì bên VL của mình cũng có những cái dòng tiếp theo đó, cho nên là khách hàng sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn và sẽ giữ cho mình được. Dạ, xin được cảm ơn chị rất là nhiều và chúc cho chị là với dòng sản phẩm của VL Miracle sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Cảm ơn.